Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của Thế Độc. Video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập một cái profile hẹn hò trên cái ứng dụng Facebook của chúng ta, một tính năng khá là nóng hổi vừa được cập nhật ở thị trường Việt Nam. Và mình tin chắc rằng thì các bạn đang FA đang rất là mong tính năng này để thoát cảnh FA trên cái ứng dụng Facebook mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày đây. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là thiết lập một cái profile hẹn hò trên ứng dụng Facebook một cách đơn giản nhất thì các bạn có thể tham khảo video sau đây nhé. À mà đừng quên, nếu mà các bạn muốn sử dụng tính năng này thì các bạn phải cập nhật Facebook lên phiên bản mới nhất. Các bạn có thể là vào cửa hàng Google Play App Store, sau đó các bạn gõ vào cái chữ là Facebook ha, và các bạn chọn là ứng dụng Facebook. Và lưu ý là nếu mà đây có bạn cập nhật thì các bạn nên cập nhật phiên bản mới nhất. Và một cái điều kiện nữa là đối với những tài khoản nào mà được sử dụng tính năng này thì mới hỗ trợ thôi, còn những tài khoản nào mà hiện tại chưa được cấp tính năng hẹn hò này thì các bạn sẽ đợi khoảng thời gian sau các bạn nhé. Rồi bây giờ để thực hiện cái hồ sơ hẹn hò trên Facebook thì các bạn có thực hiện cái bước sau đây. Đầu tiên các bạn sẽ mở cái ứng dụng Facebook lên và sau đó các bạn sẽ chọn lên cái dấu ba gạch ở trên góc phải này ha. Nó xuất hiện lên một cái tab giống như là cái màn hình điện thoại của mình đang hiển thị đây. Và nếu mà tài khoản nào các bạn có thấy chữ là hẹn hò với biểu tượng hình trái tim này á thì tài khoản các bạn được cấp cái tính năng sử dụng tính năng hẹn hò này. Còn nếu mà tài khoản nào mà chưa có thì các bạn có thể thực hiện cái bước đầu tiên là hãy cập nhật cái ứng dụng Facebook lên, sau đó các bạn sẽ kiểm tra. Còn nếu mà đã cập nhật lên rồi và kiểm tra vẫn chưa có nữa thì mình nghĩ là các bạn nên đợi một khoảng thời gian nữa thì tài khoản các bạn sẽ được cung cấp tính năng này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thiết lập, các bạn sẽ chọn lên mục hẹn hò nè. Rồi trong mục hẹn hò này thì các bạn thấy là trên đây nó có những cái hình nè, các bạn có thể lướt xem những cái thông tin trên đây, sau đó các bạn sẽ chọn chữ bắt đầu. Rồi các bạn sẽ thấy cái chữ là chỉnh sửa cái đặc quyền riêng tư nè, các bạn có thể là bấm vào để các bạn chỉnh sửa. Và tại vì thời gian gần đây thì Facebook họ dính líu tới vấn đề liên quan tới việc cho phép truy cập những thông tin người dùng hoặc là bán thông tin người dùng á, thì các bạn nên kiểm tra cài đặt thật kỹ cái bước này các bạn nha. Rồi các bạn có thể là bấm chữ xong và bấm chữ tiếp. Rồi bây giờ giới tính của bạn là gì, các bạn có thể là chọn giới tính. Ở đây nó cho phép chúng ta chọn những giới tính khác nhau nữa nè, thì các bạn thuộc giới tính nào thì các bạn chọn giới tính đó nha. Ok, tiếp theo là các bạn muốn hẹn hò với ai cũng có thể là chọn những giới tính khác nhau. Các bạn có thể là chọn nhiều giới tính bằng cách các bạn tích chọn ở đây nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chọn tiếp. Các bạn nên bật tính năng định vị lên để nó quét chúng ta đang khu vực nào và gợi ý những cái bạn bè chúng ta gần khu vực, nó sẽ tiện hơn các bạn nhé. Rồi tiếp. Rồi chúng ta sẽ tải ảnh lên. Các bạn có thể là chọn avatar của mình hay là thay đổi ảnh ở trong cái phần thay đổi ảnh này, nó sẽ tải ảnh từ trên điện thoại lên. Tiếp theo. Đây, nó đã tạo xong một cái profile cơ bản ha, các bạn thấy. Rồi các bạn có thể là chọn xác nhận để nó tạo. Quá trình tạo này sẽ mất một khoảng thời gian ngắn thôi các bạn đó. Rồi xong, các bạn thấy là các bạn đã tạo xong một cái profile hẹn hò rồi đó. Bây giờ các bạn có thể là xem lại cái hồ khoai hoặc là bấm hoàn tất đó. Các bạn thấy đây là những cái thông tin cơ bản của chúng ta về cái profile ha đó, các bạn thấy nha. Các bạn có thể là thêm ảnh hay là chỉnh sửa những thông tin của chúng ta đó. Đây là những cái thông tin cơ bản nè, hiển thị tên rồi những cái thông tin cơ bản ở đây. Rồi các bạn có thể là bấm tắt đây ha. Đó, đây là cái giao diện của cái profile hẹn hò. Các bạn thấy một đả thích nè. Khi mà Facebook họ gửi cho các bạn một cái người bạn đã hẹn hò thì nó sẽ hiện ở đây. Các bạn có thể là chọn cái mục chấp nhận để chat hay là nói chuyện với người đó hoặc là chọn bỏ qua. Còn nếu mà các bạn muốn trò chuyện thì các bạn sẽ vào trên đây. Đây là nó sẽ tách riêng với cái Messenger trên Facebook luôn ha, hoàn toàn không giống nhau. Còn nếu mà các bạn muốn thiết lập sâu hơn về trong cái profile hẹn hò này thì các bạn sẽ chọn lên biểu tượng đây. Đó, ở trên đây nó sẽ cho các bạn thể chỉnh lại những cái thông tin cơ bản mà chúng ta đã thiết lập ở trên cái profile. Đó, các bạn có thể là chọn là xóa hồ sơ chúng ta để chúng ta thể thiết lập lại một cái hồ sơ khác ha. Đó, trên đây nó có những cái điều khoản riêng tư nè, rồi tài khoản hẹn hò nè, các bạn có thể nhìn ở trên đây ha. Đó, các bạn bấm chưa xong. Rồi khi nào mà các bạn thấy ở trên đây nó có một người nào đó gần khu vực của bạn ha, họ thấy cái profile hoặc là muốn kết bạn với bạn của mình á, khi mà Facebook nó gửi ý, thì các bạn sẽ thấy ở đây và các bạn có thể là chọn vào để chat và nói chuyện và giao lưu bình thường ha. Và những cái thông tin trên đây nó được bảo mật hoàn toàn, không có cho phép chia sẻ cũng như là không cho phép chúng ta chụp ảnh màn hình gì hết. Và các bạn nên lưu ý vấn đề này. Và như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cách thiết lập một cái profile hẹn hò trên cái ứng dụng Facebook của chúng ta, một cái tính năng mà vừa được cập nhật ở thị trường Việt Nam. Tính năng này cũng khá là hay cho các bạn nào mà đang có nhu cầu tìm người yêu hoặc là muốn thoát cảnh FA các bạn ha. Nếu mà trong quá trình cài đặt các bạn có gì thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp thông qua tổng đài hỗ trợ kỹ thuật online của Thế Động hoàn toàn miễn phí 1800 1763 được hỗ trợ thêm. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích có thể like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube của Thế Động. Và đừng quên, nếu các bạn có những ý tưởng về video clip này hãy comment nội dung dưới video clip, mình sẽ cố gắng thực hiện những ý tưởng của các bạn. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip mèo hay tiếp theo.